cách phân biệt các loại vòng quấn của máy đo huyết áp âm rong. Và xin chào bà con ha. Bà con mình có thắc mắc là tại sao máy đo huyết áp âm rong có cái là vòng mềm, có cái vòng cứng. Đây là vòng cứng ha. Một loại vòng mềm thì nó xẹp xuống. Và đây là cái mẫu thông dụng mà nhiều người sử dụng nhất, nên là cô chú anh chị mình sẽ thấy cái mẫu này khá là nhiều trên thị trường. Đây là máy đo huyết áp 7156T nha. Mẫu đời mới của 2023. Và mẫu này được bảo hành 5 năm và hầu như là đầy đủ chức năng của cái dòng cao cấp rồi. Rồi thì cô chú có thắc mắc là khác nhau của vòng cứng và vòng mềm thế nào? Vòng cứng á, thì nó cứng như thế này nè, nó sẽ ôm sát cái vòng tay mình và rất là dễ quấn vào. Và nó cứng thì nó sẽ tránh được những cái sai lệch bên ngoài, những cái dao động bên ngoài ha. Và cái vòng cứng này nếu mà mình mua cái phụ kiện mới thì nó tầm khoảng 400 ngàn hoặc hơn ha. Còn cái vòng mềm nó tầm khoảng 300 ngàn cô chú anh chị ha. Cái vòng truyền thống mình hay thấy á, những cái máy như thế này đi với cái vòng mềm à, thì cái vòng mềm nó sẽ rẻ tiền hơn. Thì cái máy của 7156T này đó, nó sẽ có cái máy và cái vòng cứng này thì giá của nó là 1.575.000, là hàng chính hãng ha. Cô chú thắc mắc là mình xài quen cái vòng mềm rồi, vậy bây giờ mua thêm cái vòng mềm nữa có được hay không? Là vẫn được cô chú anh chị ha. Nhưng mà Hoàng Sơn khuyên cô chú mình khi xài hư cái vòng này rồi hãy mua, chứ mình mua rất là ổn nha, tại cái vòng cứng này nó cái giá trị nó cao hơn đó. Và nếu mà sau này lỡ hư mình cũng có thể mua cái vòng cứng khác hoặc là mua cái vòng mềm khác để gắn vào xài được ha. Thì cái máy này bảo hành 5 năm, chứ nếu mà như cô chú anh chị mình xài kỹ đó là trên 5 năm nha. Thì Hoàng Sơn có nhiều video hướng dẫn cách sử dụng và cách bảo quản tại nhà rồi. Có gì thắc mắc thì cô chú anh chị mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nha.